Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn bài viết Chiến lược giá cao cấp, lời giải cho tăng trưởng và lợi nhuận bền vững. Bài viết được viết và đăng trên website spyroom.com bởi tác giả Khánh Nguyễn và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Mọi người đều biết để tạo ra nhiều doanh số hơn, cách đơn giản nhất là giảm giá. Khuyến mãi bằng cách giảm giá có thể tăng doanh số dài hạn, thì hậu quả dài hạn là bạn sẽ huấn luyện cho khách hàng luôn luôn chờ đợi giá rẻ hơn. Hậu quả là rất nặng nề. Biên lợi nhuận thấp dẫn đến đầu tư cho quảng cáo và sáng tạo đổi mới trở nên khó khăn hơn. Thương hiệu dựa vào khuyến mãi bằng giá sẽ rơi vào vòng xoáy khốn đốn. Đó là ít đầu tư vào quảng cáo và đổi mới sáng tạo sẽ dẫn đến càng phải sử dụng khuyến mãi và biên số lợi nhuận tiếp tục giảm thấp và vòng xoáy này sẽ tiếp diễn. Người kinh doanh và làm marketing cần nhớ rằng các thương hiệu thông minh hoàn toàn có thể đặt ra một mức giá cao với lợi nhuận bền vững. Sự nguy hiểm của khuyến mãi. Việc theo đuổi thị phần, doanh số và đánh đổi bằng lợi nhuận là một sai lầm lớn. Trong phần lớn trường hợp, 1% giảm giá ảnh hưởng gấp 3 lần tới lợi nhuận so với 1% giảm doanh số. Today I will show you how to smack a ball. Okay. Are you ready? Yes, sir. Okay. So first you bring your head. Boys, tell me. Sit the f*** down. Somebody had to be sacrificed. Huh? You did it? You smack. You next. Okay. Tại sao lại vậy? Vì lợi ích của việc tăng giá rơi thẳng vào lợi nhuận ròng, trong khi việc tăng doanh số đòi hỏi sự tăng tương ứng trong chi phí sản xuất. Trong một ấn phẩm xuất bản bởi Mark Kinney với tựa đề Sức mạnh của chiến lược giá, chỉ ra rằng doanh số phải tăng 18% mới bù đắp nổi 5% của việc giảm giá. Các tác giả cũng kết luận rằng có rất ít sản phẩm có giãn về giá và chúng ta không cần tìm đâu xa để lấy ví dụ các thương hiệu phải chịu thiệt hại khi sử dụng quá nhiều khuyến mãi. Phần lớn các khuyến mãi về giá không mang đến việc hiệu quả tích cực, tác động lâu dài để doanh số, nên người làm kinh doanh và marketing hoàn toàn nên tránh hậu quả khốc liệt đó. Giá cao cấp và doanh số bán. Phần giá cao, premium, được định nghĩa là phần giá cao hơn mà thương hiệu có thể định ra, so sánh với sản phẩm tương đồng hoặc cụ thể hơn là sản phẩm giá cao hơn so với giá của đối thủ gần nhất, với giả thiết là hai sản phẩm gần như là tương tự. Ví dụ nhá, bịch sữa TH có giá tại Vinmart là 7, trong khi Vinamilk là 6.000. Về bản chất, phần lớn khách hàng sẽ không phân biệt được sự khác nhau giữa vị của hai loại sữa này. Tuy nhiên vẫn có người sẵn sàng trả giá cao hơn 1.000 cho bịch sữa của TH vì lý do lưỡi người này phân biệt được sữa TH có vị nhạt hơn, ngậy hơn một chút, có gì đó xịn hơn, hoặc là advertising hay là packaging nhìn trông elegant hơn, vân vân. Vậy phần 1.000 Việt Nam đồng ở đây được gọi là phần premium price. Dữ liệu của Millward Brown chỉ ra rằng có sự đánh đổi giữa giá cao và doanh số bán. Giá bán càng cao, thị phần càng giảm. Tuy nhiên, nếu người làm thương hiệu thiết kế chiến lược chỉ đơn giản xoay quanh tăng trưởng doanh số, trong khi mặc kệ suy nghĩ về chiến lược giá cao, họ có thể gặp trở ngại để thuyết phục khách hàng với mức giá cao. Kể cả nếu mức thâm nhập thị trường của brand vẫn tốt thì biên lợi nhuận sẽ giảm. Để thuyết phục khách hàng với chấp nhận mức giá premium, thương hiệu cần vượt xa hơn mong đợi thông thường để chứng minh rằng họ có một sự khác biệt có ý nghĩa, rằng họ là duy nhất hoặc là đang trên đối thủ. Nhãn hàng vừa hướng đến là sản phẩm đỉnh nhất phân khúc, ví dụ như là dao cạo Gillette, vừa phải hấp dẫn khách hàng, vừa phải hấp dẫn tập khách hàng mục tiêu tốt hơn những nhãn hàng khác. Điều đó không có nghĩa rằng thương hiệu phải khác biệt về mặt vật lý, ý là sản phẩm, mà là cảm giác khác biệt, khiến khách hàng đánh giá cao thương hiệu hơn đối thủ. Nhận thức của khách hàng về thương hiệu phải là khác biệt, dù cho chức năng là tương tự như đối thủ. Chiến lược đề xuất mức giá cao. Người làm marketing cần cung cấp minh chứng cho khách hàng rằng tại sao họ cần trả nhiều tiền hơn cho nhãn hàng. Bộ ba chữ C, Challenge, Credibility and Communication, là công cụ tác động tới nhận thức của khách hàng, từ đó xây dựng và duy trì giá cao.
thách thức của các nhãn hàng đang có, challenge, đặc biệt quan trọng nếu thương hiệu không có khả năng đưa ra giá cao nhưng đang mong muốn làm như thế. Trong trường hợp này, thương hiệu cần phá vỡ tình trạng hiện tại bằng cách tân đổi mới sáng tạo về sản phẩm, thiết kế, định vị, nhằm thách thức những nhận thức hiện tại của khách hàng về những gì thương hiệu đang đại diện. Khi mà khách hàng đã chấp nhận niềm tin rằng nhãn hàng này đáng giá để trả nhiều tiền hơn, bước tiếp theo là giữ được sự tín nhiệm, credibility, thông qua các khía cạnh cách tân đổi mới, điểm bán, sự kiện và sự kết hợp collab với những người nổi tiếng hay các nhãn hàng khác. Chúng phải tương đồng với định vị mà bạn đang chọn cho nhãn hàng. Một trong những ví dụ xịn nhất về chuyện này là thương hiệu thời trang Supreme. Supreme luôn được biết đến là một thương hiệu tiên phong cách tân và dẫn đầu xu hướng. Họ cũng chỉ collab với những thương hiệu nổi tiếng nhất, ví dụ như là Supreme XLV, hay thậm chí là có bật lửa Supreme Xippo, hay là nhân vật biểu tượng như là Kors. Cách thức các nhận thức đang có, challenge, và sự tín nhiệm, credibility, đều cần được truyền đạt thống nhất qua các kênh truyền thông, communication. Tất cả các kênh truyền thông đều phải đồng nhất và làm nổi bật thương hiệu với định vị giá cao hơn so với đối thủ cạnh tranh. Case study, Audi, thoát khỏi định giá vị già nua. Năm 2017, Audi luôn được xếp vào hạng phù dâu, chứ hiếm khi là cô dâu, khi khách hàng muốn kiếm vợ hai. Khách hàng mua xe sang thường cân nhắc Audi khi bắt đầu tìm hiểu, nhưng khi xuống tiền lại chọn Mercedes, BMW hay là Lexus. Nếu Audi muốn thay đổi tình thế này, họ cần thay đổi nhận thức của khách hàng. Họ tiếp cận vấn đề với 3 mũi tiến công. 1. Giới thiệu phiên bản mới cho những dòng xe đang tồn tại, biểu hiện của cách tân. 2. Giới thiệu dòng Audi R8, nhưng flagship trong giải danh mục của sản phẩm Audi. 3. Định hình các thương hiệu xe sang khác là già nua, và cùng lúc chứng minh Audi là thương hiệu xe sang có đẳng cấp như những xe sang khác. Mẫu quảng cáo của R8 là cảnh chiếc đầu con ngựa được vứt trên giường trong phim Bố Già, nhấn mạnh định vị của Audi là thương hiệu xe sang mới, thách thức những cái cũ, phiên bản xe mới tiếp theo và chiến dịch truyền thông tiếp diễn từ chiến dịch trước, đã tiếp tục duy trì nhận thức của khách hàng về xe sang Audi. Không chỉ thách thức đối thủ, Audi còn tự thách thức chính bản thân qua những con số về tăng trưởng, doanh số, lái thử và so sánh xe. Audi sau đó còn đầu các kênh media của đại lý với mục tiêu duy trì ảnh hưởng đang có trên truyền thông. Theo những nghiên cứu độc lập từ năm 2007 đến năm 2011, trong khảo sát với những người cân nhắc mua Audi, thương hiệu Audi trở nên đáng trả giá cao hơn. Đồng thời nhận thức về mức giá cao được duy trì bền vững, phần thị trường tăng 69% và Audi tận hưởng thành quả doanh số cao nhất từng có của họ tại thị trường của Mỹ. Thương hiệu thông minh sẽ đề xuất mức giá cao. Những nỗ lực định giá cao ban đầu được khởi nguồn bằng những cách tân của sản phẩm, thiết kế định vị, nhưng sau đó marketing truyền thông sẽ quyết định việc bạn duy trì cảm giác và sự khác biệt của thương hiệu. Cách bạn tiếp cận vốn dĩ không có gì là mới mẻ, nhưng hoàn toàn là những điều cơ bản trong việc xây dựng thương hiệu. Có chăng những vấn đề này không nằm ở người làm marketing mà ở ban lãnh đạo, những người khuyên chúng ta theo đuổi thị phần và doanh số bất chấp biên lợi nhuận. Nếu công ty đó không trân trọng giá trị của thương hiệu và đối xử đúng mực, liệu họ có làm điều đó tương tự với khách hàng? Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!